Rồi, xin chào quý vị cùng quý anh chị em yêu cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Ngày mới kính chúc quý vị rất nhiều sức khỏe, an lành, niềm vui trong cuộc sống. Cũng là vườn cây quen thuộc của những nhà vườn ở Bình Định, Quy Nhơn. Hôm nay cuốn video mới này, nhà vườn cũng có chia sẻ vài tác phẩm, quý vị cùng xem, cùng giao lưu với nhà vườn. Rồi, đầu tiên chia sẻ cùng quý vị là chậu Sam Ngọc. Rất đẹp không quý vị? Cây này cũng một trong những cây độc đáo quý vị. Thân hình kiểu dáng lũa hoàn toàn. Cây đang vô bông. Và báo cáo kích thước của cây, chiều cao là 46, tàn dài là 56, quành eo là 36, đứng trên chiếc chậu là 52. Chậu Sam Ngọc này được báo giá tại vườn là 12 triệu. Quý vị yêu mến hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Bông rất là nhiều. Rồi xin nhắc lại cùng quý vị là chậu Sam Ngọc này được báo giá tại vườn là 12 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Rồi, tiếp theo là chia sẻ cùng quý vị là chậu Phi Lao. Chậu Phi Lao này có cái đường cốt thiên nhiên. Chân bề rất đẹp quý vị. Đường thân của thiên nhiên là nó sắn thân. Những điểm độc đáo của cây. Những cái đường cua, những cái đường cua gấp nè quý vị. Rất là hấp dẫn cho một cái thân cốt. Rồi, để xin báo cáo kích thước của cây. Chiều cao là 85, tính từ mặt chậu đi lên. Bộ tàn dài là 105. Hoành eo là 46. Đứng trên chiếc chậu là 60. 60 đường kính. Chậu lục giác. Và chậu phi lao này được báo giá tại vườn là 65 triệu. Quý vị yêu mến hãy thông qua số điện thoại trên màn hình, gọi điện gặp trực tiếp với nhà vườn. Rồi, cũng tiếp theo là chậu phi lao. Chậu này nhỏ hơn, nhưng mà chậu phi lao này rất là quái. Và xin báo cáo kích thước của cây. Chiều cao là 59, tàn dài là 82, đứng trên chiếc chậu là 44. Đường hoành thân, hoành eo, vì cây có độ quái nên không có đo được quý vị. Và xin báo cáo cái kích thước của cây. Cao 59, dài là 82, chậu là 44, đây là chậu tròn. Và được báo giá tại vườn là 18 triệu. Quý vị yêu mến thì thông qua số điện thoại trên màn hình. Và báo cáo cùng quý vị là quý vị hãy sưu tầm và sở hữu cho mình những tác phẩm cây quái. Những cây giáng quái nó cũng hiếm có quý vị. Rất đẹp. Rồi, tiếp theo là một chậu khế. Chậu khế này bạnh bệ thân cốt tay cành. Nó cũng thuộc loại là vàng nó như quái quý vị. Tay nó rất nghệ thuật. Bệ rất to, nở bệ. Thân giót lên trên tay cành. Và báo cáo kích thước của chậu khế này. Chiều cao là 57, tàn dài là 60, hoành eo là 38, hoành bề là 86, chậu là 45. Được báo giá tại vườn là 19 triệu 500. Quý vị yêu mến hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Cây rất là già. Rồi, xin nhắc lại cùng quý vị là chậu khế này được báo giá tại vườn là 19 triệu 500. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình, giao lưu gặp trực tiếp với nhà vườn. Rồi, tiếp theo là chậu me. Chậu me này bề quái quý vị, phơi lên rất cao. rất là tròn tàn, một cốt me già. Và báo cáo kích thước chiều cao 52, chiều cao bộ tàn là 82, hoành eo là 39, chậu là 42. Chậu me này được báo giá tại vườn là 12 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Bệ rất đẹp, tay cành già dặn, kín cả bóng. Rồi, xin nhắc lại cùng quý vị là chậu me này được báo giá tại vườn là 12 triệu. Quý vị yêu mến hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Và báo cáo kích thước chiều cao của chậu Nguyệt Quế. Chiều cao là 59, tàn dài là 79, hoành eo là 31, chậu là 38. Đường thân đi lát đẹp quý vị. Chậu Nguyệt Quế này được báo giá tại vườn là 22 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình, gọi điện gặp trực tiếp với nhà vườn. Và báo cáo lại cái kích thước. Chiều cao là 59, bộ tàn là 79, eo là 31, chậu là 38. Được báo giá tại vườn là 22 triệu. Cây vô bông. Rồi, tiếp theo là chậu Hải Châu, cũng là cốt quái quý vị. Chậu này là chậu xưa, chậu lục giác. Tầm cũng mini nhỏ gọn. Kích thước chiều cao là 25, tàn là 55, eo là 26, chậu là 30. Được báo giá tại vườn là 9 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Tầm cũng mini nhỏ gọn. Rồi, xin nhắc lại cùng quý vị là chậu Hải Châu này được báo giá tại vườn là 9 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Rồi, tiếp theo là một chậu mini Sam Trái. cây đang du trái rất là nhiều. Đường thân đẹp, lắc hình chữ S. Dày cả cây ra trái. Đường cốt đi điệu đà đẹp không quý vị. Và kích thước của cây là cao 39, dài 48, eo là 20, chậu 38. Bệ này bị nở nha quý vị. Rất là già cây. Được báo giá tại vườn là 6.500.000. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Nếu yêu mến tác phẩm cây, gọi điện gặp trực tiếp với nhà vườn. Đường thân đi đẹp, rất là khéo. Trái dày tàn. Rồi, tiếp theo giới thiệu cùng quý vị là 3 chậu sam trái. Và chia sẻ đầu tiên, chậu đầu tiên là kích thước có chiều cao là 24, bộ tàn dài là 60, hoành eo là 14, chậu là 23 và dáng thác độ. Báo cáo cùng quý vị là sam trái nha quý vị. Và chậu sam trái này được báo giá tại vườn là 16 triệu. Quý vị yêu mến hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Rồi, tiếp theo là chậu kế tiếp. Chậu sam trái kế tiếp cũng mang dáng đổ, có phần rễ nôm. Chậu này cũng cao lớn, chiều cao là 36 tính từ mặt chậu lên ngọn. Bộ tàn dài 104, hoành eo là 35, đứng trên chiếc chậu là 34. Dàn dâm kinh khủng quý vị. Là đo eo là 35. Chậu này nó có phần rễ nôm. Và xin nhắc lại cùng quý vị là chậu Sam Trái này kích thước chiều cao 36, bộ tàn dài là 104, hoành eo là 35, chậu là 34. Chậu Sam Trái này được báo giá tại vườn là 60 triệu. Quý vị yêu mến hãy thông qua số điện thoại trên màn hình, gọi điện gặp trực tiếp, giao lưu với nhà vườn. Rồi, để chậu tiếp theo. Chậu tiếp theo này cũng là Sam Trái quý vị. Những chậu Sam này dàn dâm nó kinh khủng quý vị. Chậu này trưng bày nó cũng khá hấp dẫn. Kích thước chiều cao của chậu này, chiều cao là 46, bộ tàn dài là 77, đo hoành eo là 27, chậu là 39. Chậu Sam Trái này được báo giá tại vườn là 25 triệu. Quý vị yêu mến hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Rồi, trước khi kết thúc của video, chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, bật chuông thông báo để xem những video mới nhất. Trân trọng kính chào quý vị.